chi tảng tảnh chủ mũ vũ trang mặn hanh, tỉnh tọp hôm tảng tảnh tổ chức chọc chân, cờ đầy lang đi sùng. Hàng pì chủ mũ vũ trang tỉnh Điện Biên đẩy tùng pua biển chế, ỉu tiền quần số hỏi chư đơn vị nhàn bào năm dệt nàng phịa tập tư khàn khang tó xôn. Quảng nằn nhàn xanh tọp hôm tảng tảnh chủ mũ bộ đội thường trực, tòi luôn cách mang chính quy hàn hanh cánh từng bát biến mở. Chủ mũ dần quần tư về mặn hanh tùa quảng, cánh chủ mũ dự bị động viên nhàn bào quân số. Thì lực lượng vũ trang huyện Tử Giáo được tiếp tục củng cố kiện toàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từ bước hiện đại. Chủ mũ vũ trang huyện Tuần Giáo giúp tám đẩy tùng pua tòi luôn cách mạng chính quy chấp mạnh hàn hanh cánh từng bát biến mở trong hanh bòm cấp chư chủ mũ bản ngành huyện tảng tánh màn hanh khung phòng thủ có hôn phân tảng tánh tùng pua hỏng quốc phòng tinh lại dần bay an ninh dần mương khu vực phòng thủ góp phần xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững mạnh làm tiền đề để thực hiện các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh. Mèn huyền đèn đìn mi luông cần sẵn mà tăng quốc phòng an ninh cơ quan quân sự chủ cấp huyền Điện Biên lưng xếp tám năm dệt đi nết kín luông rú khăn khang tó xôn khổ bồn giòn cuồng vịa dệt tập tư chủ mũ vũ trang huyền lưng năm tòi luông bùn chảnh thí mặn cạt vì sóng pan bài sao sóng hỏi phân hỏi chiến sĩ cờ đầy lang đi quảng nằn khá giỏi cài bé xi phân hỏi lang đi tập tư dẫn quần đầy tướm tên cài kiểm đồ hỏi phân hỏi cơ đầy lang đi quảng nằn mi cài bé xi phân hỏi khá giỏi nọ nằn o bản chỉ huy quân sự huyền dệt đi vệ choi dừa huyện ủy ban nhân dân huyền phục chưa năm dệt đi nàng vệ tập tư tó xôn phòng thủ cấp huyền cấp xã lồng cài vệ tập tư có nho sùng lung hủ trách nhiệm cuồng vệ bứng đủ quần pa khổng cấp ủy chính quyền địa phương bòm nằn lang đi chủ vệ dệt luôn khàn khang tó xôn khổng chủ mũ dần quần tư về lần xưa là chú xã đèn đìn mưa hương đầy tấm tên điểm nổi bật năm 2022 lực lượng vũ trang huyện tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương diễn tập khu vùng phòng thủ tất cả các ban ngành địa phương vào cuộc mèn huyền đèn đìn khung phòng thủ cốc chính khổng tỉnh Điện Biên có choi dừa huyền năm dệt nang vịa khăn khang tó xôn các bưng vịa dệt chảnh thí cắp lại luông lạ cắn chủ mũ vũ trang cắm màn đầy khung phòng thủ huyền chiến đấu khu vực phòng thủ của huyện nàng huyền phổng sùng tùa chùa cơ quan quân sự chủ cấp khổng huyền có choi dừa cấp ủy chính quyền bòm cấp tảng thánh chủ mũ vũ trang bòm pâng quảng nằn chu xã thị trấn bản dài tục nò trùng đồi dần quần nưng trực mết viên cưn men toi tát bùn hàng pì đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyền khẩy pưng chu tập huấn tập thư nho sùng luông hủ ma tang quốc phòng an ninh hợp cấp ủy chỉ huy chu đơn vị nàng vịa tảng tảnh tập tư lưng chư đẩy chủ đơn vị trên cái năm dệt đi chủ đơn vị trang tắt áo táo bùn càng vịa sủ kỹ thuật các chiến thuật càng lý thuyết các vịa năm dệt tè tè bổng trời nho súng lung hồ trang dệt vịa khổng cán bộ chiến sĩ vì sóng phân bài sao sóng hỏi phân hỏi đơn vị dần quần tư về nàng huyền tủa chùa dệt lèo đi nàng vịa tập tư trong thời gian vừa qua ban chỉ huy quân sự huyện chúng tôi đã chủ động làm tốt cái công tác tham mưu ở đây là chúng tôi tham mưu làm tốt cái công tác về công tác chuẩn bị đầu tiên ban chỉ huy quân sự huyện khăn khang dệt đỉ vịa dệt choi dừa khăn khang hanh côn té chủ mũ cán bộ chôm hạp trực châu tập tư xung khỏi tảng tánh khung cán bộ tập tư cảnh búc chưa bao sòn quần pa biển mài giáo án năm dệt toi giáo án giàn cải ma chủ mũ nhì qua nhàn báo năm dệt cơ đầy lang đì vịa dệt tập tư hở chu đơn vị được tục luyện giáo án và cái chất lượng huấn luyện cái phương pháp huấn luyện nhàn danh vịa tập tư mền vịa dệt cốc chính cuồng tảng tánh chủ mũ vũ trang chính quy chắp mảnh hẳn hanh từng bát biến mở bộ chỉ huy quân sự tỉnh lưng chơ uẩn ba chư địa phương đơn vị trên cải năm dệt men tòi luông bùn chảnh thí mằn hanh trang tập tư chấp năm kỷ luật bổng trời tập tư phòng pâng mi nếp mi luông chọc cắp từng côn
đảng ủy bộ đội địa phương dẫn quân tư về dự bị động viên. Bữa xin bưng bí cải ma quần số chôm hạp tập tư quần sự to chằm hỏi phân hỏi. Lang đi tập tư khổng chùm mú lưng nhận bảo hỏi phân hỏi ngon vịa trường trình gian đèo men toi luông bùn tạt o. Hỏi phân hỏi cơ đầy lang đi bé xếp xàm phân hỏi khá giỏi tiếng án. Ngay từ đầu năm thì đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn cũng đã chỉ đạo các đơn vị ngày tế hùa bì đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn cao quản pa chủ đơn vị biến máu chu ngon vịa cánh nho súng lang đi bo xón cán bộ chu cấp khẩn khang phải phân ngân cốc biến máu chu tảng trường chuồng hông tập tư đơn vị biến máu sóng ngon vịa cuồng tập tư diệt sương sư chọc cấp chu chiến sĩ tổ chức huấn luyện điểm xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố. Phục chưa tập tư diệt xanh mẹ nàng vịa cốc chính cuồng tập tư khẳng khang tó xôn khổng chủ mũ vũ trang thành phố. Cải tập tư chư nho súng lung hồ trang khổng chủ mũ say ả giáo mà tang nàng vịa tập tư khẳng khang tó xôn. Tập tư hở cán bộ hồ chảnh cánh mi luông khẳng khang cuồng năm dệt chư nàng vịa. Nọ nắn o diệt dương sư thẳng tảnh chủ mũ vũ trang tỉnh mặn hanh chù khù nho súng hanh tó xôn tóp đầy lang áo vịa dệt bảy trẻ bản mương cuồng gian xi mở vịa thẳng tảnh chủ mũ thường trực dự bị động viên dần quần tư về mặn hanh ma tang chính trị lang ngắm còn đại bộ chỉ huy quân sự tỉnh búc chưa họt khay quần số dự bị động viên cơ đầy hỏi phân hỏi bẹt cắp lang áo biển chế chủ mũ dần quần tư về to cài sóng phân hỏi dân số. Cắp luông vịa dệt men chủ mũ tó xôn, chủ mũ dệt vịa cảnh chủ mũ dệt dườn, chủ mũ vũ trang tỉnh Điện Biên tấm ten cát kiên nhiều mặn, họng ca sàn tinh lại dần bay, tròi dừa dần bay tảng tánh hơn rào so tang, khảm khói cắt cung ư xa, nho sùng đơi kiền rú. Giòn khẩn ăn lò chôm hạp hà phong khánh thì, tinh cá mương bòm hôm hanh tảng tánh bản na mở. Hàng pì cắp bưng vịa dệt chảnh thí, chủng mũ vũ trang tỉnh bánh khẩy lung hù vịa dệt, trách nhiệm cuồng chen báo, nho sùng lung hù dần bay, ma tăng luông tảng tánh bản nam mở khổng đảng cánh hươn mương. Bòm nằn cán bộ chiến sĩ, trực trâu chôm hạp có hôm cổng hanh ngơn tiên, tròi dừa chú chú hơn chính sách sảng bánh hơn rủ, hiệp thủ khẩu phựa ly. Mọi vịa dệt minh nghĩa cỏ có hôm văn tảng tánh, hiểm bày hốn ảnh hương sở, khổng bộ đội bú hô cuồng dần bay, tùm pua luông tiền trưa khổng dần bay đối cấp đảng hươn mương. Chúng ta dân vận trên địa bàn thì có cái sự đóng góp mà rất là quan trọng của cái lực lượng vũ trang, trong đó có ban chỉ huy quân sự huyện vào cuộc. Có thể nói là trong cái công tác dân vận vệ dệt trên báo nếu chưa nàng quảng phòng mi luông có hôm cần sẵn cuồng chủng mũ vũ trang huyện. Bàn chỉ huy quân sự huyện Tân Giáo bòm chóng hanh năm dệt cho nàng vịa chảnh thí, xương vịa dệt ma tang tổn giáo, nếu chưa dần bay tảng tánh bản nam mở, tảng tánh do tang bảy ma, trương lập ép. Làm đường, xây trường, vận động nhân dân để mà chúng ta có được cái thao trường bãi tập. Nhảy khẩu dàn si mở, chủ mũ vũ trang tình, xếp tám khẩn khang hồ đầy cho nàng vịa mi o, bà hở mi o bưng chu vịa báo đì. Bom nằn tảng tảnh chủ mũ chính quy tập tư kỷ luật chấp năm đỉ chu tạt bùn bánh khẩy hốn ảnh nho sùng lung hù vịa dệt nết kín liêm rủ khổng bộ đội bú hô có hôm phân bòm cấp đảng bộ dần bay tỉnh Điện Biên cảm mặn an ninh chính trị tiên án bản mương búc chưa mà về kinh tế xã hội nhận bảo quốc phòng an ninh.